Hey, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bài chuột các bạn ơi. Thì lâu rồi mình không làm bài chuột. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cái bài chuột cho các bạn coi nha. Mình nói qua cái bài này nha. Cái bài này là cái bài sập nha các bạn. Thì nó để bắt sống thôi các bạn à. Đó. Thì nó sẽ có một cái lồng như vậy á các bạn. Thì các bạn bỏ đồ ăn vô, khi con chuột vô nó kéo cái đồ ăn thì nó đập cái cửa lại các bạn, nên là mình sẽ bắt được sống được con chuột. Thì cái mậy này các bạn có thể tự làm, mua cái lưới này rất là rẻ, các bạn về tự làm hoặc là các bạn mua bên ngoài tiệm các bạn. Thì một cái mậy này thì ngoài tiệm nó bán giá khoảng 30.000 các bạn nha. Đó, thì hôm nay thì mình đặt camera để mình coi thử con chuột nó khôn cỡ nào các bạn. Đó, thì thực tế thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là mình đặt nó cũng mấy ngày rồi các bạn ạ. Mà con chuột này nó khôn lắm, nó không có dính bẫy. Thì chắc có lẽ là mồi của mình nó không được ngon lắm, nên là nó không có dính. Thì hôm ngày đầu tiên thì mình dùng cái mồi là gà sấy khô nhưng mà nó không thích các bạn ạ. Hoặc là có lẽ là nó nhỏ quá nên là nó ăn hết cơm mình nhự bên ngoài thôi, còn nó không có dính bậy. Thì qua ngày hôm sau thì mình nâng cấp lên mồi mới ngon hơn, nhạy hơn, đó là mồi cái đầu cá các bạn. Đó, thì qua 2 ngày ròng rã mà nằm vùng để mà bậy được một con chuột thì cũng vất vả lắm các bạn ạ. Camera mình đặt 24/24 thì thời gian nó rất là dài, nên là những cái chỗ nào mà chuột nó chạy qua thì mình biên tập lại, mình cắt lại những cái chỗ mà con chuột thời gian con chuột nó tới thôi các bạn. Vì là camera như GoPro hoặc là máy 6.500 Sony A6500 thì một viên pin của nó các bạn thì nó xài chỉ được khoảng 30 phút quay ròng rã, mà trong khi đó 30 phút thì nó chưa dính bậy, nên là mình quyết định là mua một con cam quan sát. Ở con cam này thì bỏ ngày bỏ đêm luôn các bạn. Thì nó cũng không nét bằng máy chuyên dụng, nhưng mà nó có thể bỏ ngày bỏ đêm cho mình quay được những cái thước phim mà thời gian dài các bạn. Các bạn cứ để đó ngày thì nó có màu, bằng tối thì nó bật hồng ngoại, nó có trắng đen, nên là nếu mà làm bậy quan sát thì nó rất là hiệu nghiệm nha các bạn. Thì hôm nay thì ngày đầu tiên á, thì khúc đầu các bạn coi á thì các bạn thấy là quay rất là nét. Đó là mình quay bằng máy GoPro với là máy Sony A6500, nhưng mà một viên pin của nó thì quay được 30 phút thôi, nên là không thể nào mà quay được con chuột nó dính bậy. Với là nó rất là nóng, nên là mình dùng giải pháp đó là mua một con camera quan sát các bạn. Mình đặt cả ngày cả đêm luôn các bạn. Thì lúc nào nó dính thì nó dính thôi, nên là không hạn chế về thời gian. Còn điện thì mình mang ra mình cắm đó, thì không bao giờ sợ tốn pin các bạn. Nên là mặc dù thì hình ảnh của nó tạm chấp nhận được thôi, vì nó có 4 mê thôi các bạn. Thì nó quay được 2K nhưng mà nó không có nét lắm. Đó, thì sau 2 ngày mình đặt thì cuối cùng thì cũng bắt được một con, nhưng mà con nó nhỏ xíu à. Con này nó không phải là những con lớn, có những cái con lớn rất là khủng các bạn. Đó, mình muốn bắt những con lớn, con nhỏ thì chắc nó tham ăn quá, nó mới sập bẫy. Đó, thì mình sẽ nhường video lại cho các bạn coi nha. Thì có gì thì các bạn xem quá trình con 2 ngày của mình nha, để bắt được một con chuột các bạn. Video này đầu tiên á, nên là mình cũng chưa quay nó chưa hài lòng lắm. Thì video sau mình sẽ đầu tư nó đẹp hơn. Đó.
ok nha các bạn. Đây nha các bạn, thì hai ngày rồi các bạn, mình căng hai ngày rồi thì mới bắt được một em này. Hai ngày rồi đó, nhưng mà mấy em lớn á, thì nó rất là khôn, nó không vô được các bạn, chữa em này nó vô thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thả nó ra nhé các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ thả em nó ra.